và chào mình em quay trở lại kênh của mình. Và mình là em đây, và hôm nay mình muốn sẽ quay trở lại một video với FIFA nhá. Ok anh em, bởi vì FIFA nó vừa ra một cái chế độ mới rất là ngay luôn, đó chính là cái chế độ chính là một chế độ 1 2 3, đó chính là chế độ trò chơi con mực anh em ạ. Thì nói chung là đây là một cái phiên bản trò chơi con mực cho FIFA anh em ạ. Nói chung là đây là tạo ra bản trò chơi con mực của FIFA đó mọi người, nó là tên là 1 2 3. Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi nhá. Đi ra đang ngồi quay cái gì không được à? Chờ đi bo. Em ơi lên các bạn xem mặt chị mình không? Này. Ok. Đây là chơi con mực phiên bản là Free Fire nha nhá. Ở chơi con mực. Đi mồm này. Mình không có ngu đâu anh em ạ. Mình đâu có ngu. Mày quá anh em ạ. Ví dụ anh ra điên chơi rồi gì. Mày quá anh em ạ. Mình sợ quá. Nào, đang chơi cứ phủ máu nhở. Đã trò chơi rồi cứ phủ vào người ta. Chẳng gì cho con mực. Mình đứng thứ 5 anh em ạ. Được. Hoàn thành trò chơi con mực đầu tiên. Trả thêm một trận trò chơi con mực nữa anh em nhé. Bắt đầu bán nhận anh em nhé. Nào xem vào cái chế độ này chơi bình thường ấy. Chỉnh cho cái thằng này ra đen tí. Chết rồi. Thứ 2, thứ 4. Da 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 da. Một gà. Mình trò chơi con mực bắn này mình thua. Cái bác trò chơi con mực phiên bản Free Fire. Chết mẹ mày chưa. Mấy người ạ?
này em ạ. Mình nhận dung luôn. Ok nghe, mình đi từ bốn anh em ạ. Khó được đấy. Giờ đến nay ra cái chế độ này cũng được đấy mọi người. Mê cho thêm một trận nữa anh em nhé. Mình sẽ cho nó trận này thì mình sẽ cho nó luyện. Chết bậy mà chưa con. Mày quá. Xin nữa thì mình cửa đầu mình chết anh em ạ. Con này là kiểu gì á? Na. Được đây anh em ạ. Chết bẹ mày chưa con. Ok, bên đường thứ hai. Ok, bây giờ mình sẽ vào huấn luyện để chơi một chút anh nhé. Mày ngoi đầu ra đây tao bật chết. Tại nó quăn trọt à. Ok và anh em thích video này của mình hãy cho mình like, đăng ký, chia sẻ, đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ video của mình nhé. Tạm biệt.